Xin chào. Hầu hết những người đi du lịch Sapa không biết những điều này, cho nên họ phải chi nhiều hơn số tiền họ bỏ ra trong một chuyến đi của họ. Xin chào các bạn. Đấy là cái tiêu đề của chúng ta ngày hôm nay. Thì đấy là những cái người đi du lịch Sapa mà không biết những cái điều đó sau đây này, thì là tôi đã chia sẻ sau đây, thì là nên cho nên là họ phải chi nhiều tiền hơn cho cái chuyến đi của họ, cho những cái chất lượng dịch vụ họ bỏ ra. Thì tôi là một người có kinh nghiệm 4 năm trong ngành du lịch, thì là tôi đã đi rất nhiều chỗ, nhất là Sapa thì tôi đi rất nhiều điểm, đi rất nhiều lần rồi. Thì là trong những cái kinh nghiệm, trong những cái năm tháng mà tôi làm du lịch, thì tôi đúc rút ra được những cái mẹo nhỏ, những cái bí kíp, cũng giống như là những cái phương pháp để các bạn có thể là có một chuyến đi Sapa thật là hữu ích. Cái số tiền mọi người bỏ ra sẽ phù hợp với cả cái dịch vụ mọi người nhận lại được. Từ những khoảng tầm 4 đến 5 năm trước, thì là tôi là đang là một cậu sinh viên. Thì lúc đấy là tôi nghe đến chữ Sapa thì tôi đang rất là thích, và tôi mong muốn một ngày nào đấy là mình có thể là được đi Sapa, để được đi chơi ở Sapa. Tại vì lúc đấy là trong tôi là cái chữ Sapa nó đang là một cái gì đấy, nó là xa xôi với cả nó khó khăn lắm. Nhưng sau khi quyết định nhảy vào lĩnh vực du lịch thì tôi đã biết, thì tôi đã được đặt chân lên Sapa và tôi yêu mảnh đất đấy, cũng giống như là tôi yêu thích nơi đấy và tôi đã quyết định quay qua làm du lịch. Thì là tôi nắm rõ được những cái vấn đề, là tôi hiểu được cái nỗi khổ của mọi người, cho nên từ lúc đấy là tôi biết được cái vấn đề là để chuẩn bị cho một chuyến đi thì mọi người gặp rất nhiều cái khó khăn về tất cả mọi thứ khác, về tìm hiểu các cái thông tin, cũng giống như là về tìm hiểu những cái địa điểm đến, cũng giống như là ăn uống lưu trú ở cái địa điểm đến đấy như thế nào. Thì là từ đấy là tôi nắm bắt được những cái nỗi khổ của mọi người. Thì là cái video sau đây thì tôi sẽ chỉ cho mọi người là những cái cách để mọi người có thể là chuẩn bị, cũng giống như là để mọi người có thể là có một cái chuyến đi thật là hữu ích, cũng giống như là cái số tiền mọi người bỏ ra sẽ phù hợp hơn so với là cái phù hợp với cả cái số cái dịch vụ mà mọi người nhận được. Cái vấn đề đầu tiên đấy là mọi người phải vạch ra cái kế hoạch của chuyến đi của mình, và khi đã ấn định được cái ngày đi, cái chuyến đi của mình là đi Sapa rồi, thì là Sapa là một cái địa điểm du lịch là bạn có thể đi du lịch quanh năm, tại vì khí hậu nó mát mẻ. Thì là khi mà đã ấn định được cái ngày xuất phát khởi hành của mình rồi, thì các bạn cần tìm hiểu và cần book cho mình những cái dịch vụ cơ bản nhất, đấy là các cái dịch vụ như là vận chuyển và lưu trú. Thì là nếu như các bạn tự book ở các cái hãng xe hoặc là các cái đơn vị khách sạn ở tại cái địa bàn sở tại Sapa, thì các bạn sẽ nhận được cái giá cao hơn so với những cái giá mà các cái đơn vị TA, tôi gọi chung là TA là Travel Agency, là những cái đại lý du lịch ấy, thì mọi người sẽ bị giá cao hơn. Tại vì là các cái đơn vị đấy là người ta sẽ có được những cái giá hợp đồng, giá lữ hành tốt hơn so với các bạn tự book ở các cái khách sạn hay là book ở các cái hãng xe. Đấy thì là cái điều kiện đầu tiên các bạn, đấy là để tiết kiệm chi phí nhất cho các bạn, đấy là các bạn sẽ phải tìm hiểu thông tin về các cái đơn vị đại lý du lịch. Đấy, xong rồi đấy các bạn chọn cho mình một cái đơn vị mà mọi người thực sự tin tưởng, cũng giống như là có uy tín nhiều năm trong ngành du lịch, hoặc là nói chung và du lịch Sapa nói riêng, thì để mọi người có thể là tiết kiệm chi phí và mọi người book được những cái dịch vụ thật hoàn hảo và nó thuận tiện và phù hợp với cái nhu cầu mục đích của chuyến đi của bạn. Sau khi các bạn đã chọn cho mình được những cái nhà cung cấp và những cái dịch vụ cơ bản như thế rồi, thì là về cái cách lựa chọn hãng xe, cũng giống như là lựa chọn những cái khách sạn, thì cũng là một điều rất quan trọng. Đấy là để cho các bạn là phục vụ cho cái nhu cầu chuyến đi của các bạn, thì là các bạn nên chọn những cái hãng xe nào mà người ta sẽ cho các bạn ngủ lại ở trên xe. Tại vì là thường đi Sapa thì các bạn là sẽ phải là đi buổi có nhiều cái giờ khác nhau, nhưng mà tôi tư vấn mọi người là mọi người nên đi vào buổi tối, thì để tiết kiệm thời gian hơn và chúng ta có nhiều thời gian hơn để chúng ta có thể là ở lại chơi ở Sapa, thì mọi người nên lựa chọn cho mình những cái hãng xe nào ở trong phố cổ, thì là người ta sẽ cho các bạn ngủ lại trên xe. Tại vì là nếu như đi Sapa thì là sẽ đi đường cao tốc, và từ đấy là cái thời gian di chuyển nó ngắn hơn, thì khoảng tầm 3 đến 4 giờ sáng thì các bạn đã đến Sapa rồi, thì từ đó là các bạn là sẽ được lại ngủ lại trên xe, và khoảng tầm 6 giờ sáng thì mọi người sẽ vào check in ở khách sạn. Thì là tùy một số khách sạn và cũng tùy vào một số ngày thì các bạn sẽ được check in sớm, cũng giống như là phải đúng giờ check in là 14 giờ hoặc là có thể check in sớm hơn, thì là tùy vào những cái khách sạn và cũng tùy vào cái mùa vụ, cái thời điểm của cái lúc mà các bạn là quyết định đi du lịch. Và sau khi các bạn đã có mặt ở Sapa rồi, thì đấy là về các cái địa điểm check in cũng như là các cái địa điểm du lịch ở Sapa, thì hầu hết mọi người không tìm hiểu kỹ các cái thông tin, cho nên là mọi người sẽ chỉ quanh quẩn ở cái khu vực thị trấn Sapa. Đấy là các cái địa điểm chính và nổi bật nhất, đấy là bản Cát Cát và núi Hàm Rồng, thì là sẽ có hai cái địa điểm chính đấy để các bạn là có thể là đi chơi ấy. Cho nên là các bạn sẽ phải tìm hiểu những cái thông tin khác, thì ở Sapa có rất nhiều những cái địa điểm chơi khác nữa mà các bạn có thể là đi qua để check in. Các cái địa điểm khác ở Sapa các bạn có thể đi chơi và tham quan, đấy là có thể là tham quan thêm là Ý Linh Hồ,
Tả Van, bản Tả Van là bản Lao Chải. Nếu đi xa hơn có thể các bạn là sẽ đi vào Giàng Tả Chải hay là Xéo Mỹ Tỷ, hoặc là một cái tu viện cổ ở bản Tả Phìn, cũng là một địa điểm rất đáng để mọi người có thể check in. Và một cái địa điểm mọi người không thể bỏ qua khi mà đi đến Sapa, đấy là đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Thì là đỉnh đèo Ô Quý Hồ là cách Sapa khoảng tầm 17 km, thì đấy là một địa điểm để ngắm hoàng hôn cũng giống như là ngắm mây, săn mây, rất là tuyệt vời. Cho nên là các bạn sẽ phải tìm hiểu những thông tin đấy, chứ đừng có quanh quẩn ở thị trấn Sapa là chỉ đi mỗi bản Ca Cát và núi Hàm Rồng không thôi. Đấy, thì là có một số những cái công trình người ta mới xây dựng, như là cái tòa nhà Sun Plaza, hoặc là cái công trình thế kỷ, đấy là cáp treo Phan Xipang. Thì ở trong khuôn viên của cáp treo Phan Xipang là người ta có trồng và trồng rất là nhiều hoa, các loại hoa khác nhau, trồng quanh năm luôn. Thì cũng là một cái địa điểm để các bạn đáng tham quan và đáng thu hút, chứ đừng có đi lên cáp treo Phan Xipang xong và các bạn đi lên trên đỉnh Phan Xipang luôn. Cái khu vực quanh đấy thì cũng có rất nhiều cái ngôi chùa khác nhau để mọi người có thể là tự do tham quan. Sau khi đã xác định cho mình được những cái địa điểm đến đấy để đi rồi, thì về cách di chuyển tại các cái địa điểm chơi ở trong thị trấn Sapa thì là có nhiều cái cách thức để các bạn có thể di chuyển khác nhau. Nhưng mà cái cách để các bạn có thể tiết kiệm nhất và các bạn có thể có nhiều cái trải nghiệm nhất, đấy là thuê xe máy tại khu vực bản địa đấy. Thì là ở các khách sạn hoặc là các cái chỗ mà mọi người ở nghỉ ở trung tâm thị trấn Sapa thì là sẽ có rất nhiều những cái người dân, người ta ở đấy là người ta cho thuê những cái chiếc xe máy, có nhiều loại xe, xe số, xe ga, hoặc là các cái xe tay côn, thì hoặc là những cái loại xe phân khối lớn thì cũng đều có cho thuê hết. Thì khi mà thuê xe máy như thế thì là giá cả nó rẻ hơn rất là nhiều. Trong khi đó rồi thì mọi người sẽ có được những cái trải nghiệm khác, là đi xe máy ở đường đèo cũng giống như là đi xe máy kia, nó sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, cũng giống như là các bạn sẽ thăm thú, cũng giống như là thăm thú cũng xong và tham quan những cái cảnh đẹp đấy, và mình sẽ tiết kiệm, quan trọng là mình sẽ tiết kiệm được những chi phí nhiều hơn. Và sau khi đi chơi về thì các bạn sẽ cảm thấy đói đúng không? Và sau đây là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về ẩm thực ở Sapa, cũng giống như là các món ăn ở Sapa. Thì hầu hết mọi người là ở các cái tỉnh thành, cũng giống như là ở Hà Nội hay là những cái tỉnh thành khác để đi lên Sapa và du lịch, thì các bạn đã dùng những thực phẩm là thịt bò, thịt gà, thịt lợn rất là nhiều rồi. Thì khi đi du lịch Sapa thì có những cái đặc sản chính, đấy là thịt xiên nướng Sapa vào buổi đêm ở nhà thờ, hoặc là những cái khu quanh bờ hồ Sapa hoặc Bắc Ngọc Sapa. Hoặc là có những cái thực phẩm mà các bạn nên thử nữa, đấy là các cái món lẩu, là lẩu cá tầm, cá hồi, cũng giống như là thắng cố. Thì là khi du lịch Sapa thì các bạn nên thưởng thức những cái món ăn đấy để các bạn là hiểu được cái hương vị bản sắc của ẩm thực vùng Tây Bắc nó như thế nào, nó khác hơn. Chứ một số người là đi Sapa là sẽ gọi những cái lẩu như lẩu gà, lẩu bò hoặc lẩu thập cẩm ăn. Thì những cái lẩu đấy mọi người đã ăn ở Hà Nội rồi, ăn ở những cái tỉnh thành khác rồi, thì là khi đi du lịch Sapa thì các bạn nên thưởng thức những cái đặc sản như thế thì là sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ngoài những cái món chính đấy ra thì buổi sáng thì mọi người có thể thưởng thức thêm là món xôi bảy màu, cũng giống như là bánh cuốn ở Sapa thì cũng rất là đáng thưởng thức. Thì là ở Sapa thì là khí hậu mát mẻ, cho nên là có nhiều cái đặc sản là các cái hoa quả cũng như là các cái trái cây khác nhau, thì mọi người có thể là mua làm quà ở khu chợ mới, cũng giống như là khu chợ cũ. Thì nên mua, lúc mua thì mọi người sẽ mua tận nơi ở ngoài tận chợ, thì mọi người sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với là cái việc mọi người đặt ở khách sạn hay là các cái địa điểm lưu trú đấy. Về các cái địa điểm du lịch thì để giảm tải cái thời gian cũng giống như là cái sự chờ đợi của mọi người, thì là các cái vé tham quan ở đấy thì là các khách sạn cũng giống như là ở các cái đơn vị mọi người mua vé hay là mua các cái dịch vụ khác ấy, thì mọi người nên đặt các cái vé tham quan đấy trước ngày đi một ngày, và hôm sau là người ta sẽ mang các bạn tận khách sạn luôn. Tôi ví dụ như là vé Cát Cát, hoặc là vé đi lên Phan Xipang, vé tàu hỏa Mường Hoa, hay một số cái vé khác, thì mọi người nên đặt ở các cái khách sạn sẽ được chiết khấu từ 5-10%, thì nó tùy vào những cái loại vé ở Sapa. Thì và như thế là mọi người cầm vé đi luôn, chứ không phải là chờ đợi mất thời gian xếp hàng ở những cái địa điểm đấy, nhất là vào những ngày cuối tuần giống như là ngày lễ thì nó sẽ rất là đông đấy. Từ đấy là các bạn tiết kiệm được hơn nhiều hơn cái thời gian, và các bạn là có nhiều thời gian hơn để tham quan Sapa hơn. Một điều cũng quan trọng đấy, đấy là đối với những người nào mà thích trải nghiệm, thì hầu hết chúng ta ở các cái tỉnh thành khác đến du lịch ở Sapa thì là mọi người đã ở những cái khách sạn từ 3-5 sao nhiều rồi. Thì đấy là tùy từng cái nhu cầu của mỗi người, thì là nhiều người thích đi nghỉ dưỡng thì các bạn sẽ chọn cho mình những khách sạn 4-5 sao hoặc là các cái resort khác nhau để mọi người có thể là nghỉ dưỡng sau những tháng ngày làm việc mệt nhọc. Đây tôi đang chỉ về nói về những cái người mà người thích trải nghiệm, thì là ở Sapa thì có nhiều cái mô hình lưu trú khác nhau, thì từ khách sạn từ 1 sao đến 5 sao cũng có, nhưng mà những cái loại hình khác nữa để mọi người có thể trải nghiệm, đấy là mô hình homestay ở ngoài thị trấn Sapa, cũng giống như là cái homestay, cái mô hình homestay ở trong các cái làng bản như là bản Cát Cát, hoặc bản Tả Van, bản Lao Chải, hoặc là bản Tả Phìn. Thì các bạn có thể lựa chọn cho mình là ở trong những cái homestay ở trong những cái nhà đấy, mọi người sẽ cùng làm, cùng chơi và cùng ăn với cả những người bản địa, những người dân tộc đồng bào ở đấy. Thì là đấy là cũng là một cái cách để mọi người có thể trải nghiệm nhiều hơn về cái văn hóa ở cái vùng Tây Bắc, cũng giống như là trải nghiệm thêm các cái văn hóa của các cái bà con dân tộc ở trên đấy, thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn cho các bạn. Và một mẹo nhỏ cuối cùng, đấy là như mọi người đã biết thì là
ở các cái nước phương Tây khác thì là những cái người trẻ người ta đi du lịch thì người ta sẽ đi theo hình thức là mà mọi người ở Việt Nam mình gọi là Tây Ba Lô đấy, thì là mọi người bên đấy thì người ta sẽ đi ghép thành những cái nhóm khác nhau. Thì ở Sapa hay là ở Việt Nam thì cũng sẽ như vậy. Thì nếu như các bạn là tùy những cái nhu cầu của các bạn, nếu như các bạn đi du lịch theo kiểu đôi lứa yêu nhau hoặc là đi theo gia đình thì đấy là nhu cầu riêng của các bạn. Thế nhưng mà nếu như các bạn là những người trẻ mà kiểu muốn đi du lịch khám phá thì các bạn nên lập thành những cái nhóm khác nhau để các bạn có thể đi ghép chung các cái dịch vụ, thì từ đấy là nó sẽ tiết kiệm cái chi phí nhiều rất là nhiều. Thì nếu như các bạn thuê một cái homestay nhỏ mà các cái phòng dorm nhỏ thì các bạn sẽ hoặc là đi các cái tour chung thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái chi phí hơn rất là nhiều đấy. Thì trên đây tôi đã chia sẻ với các bạn một số những cái phương pháp cũng như là một số cái mẹo nhỏ để các bạn có thể là chuẩn bị cho mình một cái chuyến đi Sapa thật là ok. Thì là sẽ có những cái video đằng trước đấy, thì là tôi đã chia sẻ những cái cách thức để các bạn có thể chuẩn bị đồ cũng giống như là chuẩn bị tìm hiểu các cái thông tin như thế nào để đi Sapa. Thì là ở trên đây thì có một số cái những cái điều như thế. Đấy là những cái kinh nghiệm cũng giống như là những cái mẹo nhỏ mà tôi đã trải qua những cái kinh nghiệm mà những 4 năm làm du lịch của tôi, thì tôi chia sẻ cho mọi người. Nếu như ai có những cái mẹo nhỏ khác hay là những cái tip khác, những cái bí kíp cũng giống như là những cái phương pháp khác thì mọi người hãy comment ở cái video này, hoặc mọi người có thể là comment ở trong các cái video thì để mọi người chia sẻ và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và cùng giúp đỡ cho một cái chuyến đi Sapa của mọi người thật là ok nhất. Nếu các bạn thấy những cái video này hữu ích thì các bạn hãy là subscribe và chia sẻ cái kênh Thiên Sơn The Traveler của tôi để các bạn có thể là nhiều người biết hơn đến các cái bí kíp, các cái mẹo nhỏ khác về khi đi du lịch. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.